laser mảnh 6 mắt anh em nhé, laser mảnh 6 mắt, mỗi mắt là một trục quay độc lập các bác nhé. Đấy, bọn này thì nó đắt tiền hơn những cái bọn mà 8 mắt thì bình thường em vẫn hay bán. Đấy, tại vì cái bọn này nó làm được nhiều hiệu ứng hơn các bác nhé. Mắt của nó có thể đảo trên dưới trái phải được 4 chiều. Đấy, hiện tại là em đang cho 6 con chạy tự động nhé. Đấy, để mà nếu mà đẹp thì treo lên thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy, nhưng mà test để luôn này, test cho nhanh. Giá 5 triệu 500 nghìn một cặp anh em nhé, 5 triệu 500 nghìn một cặp. Đấy, số lượng thì em chỉ có chục cặp thôi. Đấy, tia to như ngón chân cái.